I
cho nó xuống nhà mẹ nhé. Vâng. Thế nào con làm xong đi đón nó nhé. Thế mẹ đi hộ con bỏ nó nhé. Ừ. Bye bye nhá. Đi xe bà ngoan nhá. Bác làm xong bác đi đón.
chị ơi, lấy rau không chị? Cố. Con bán hàng này. Người ta phải gọi cho nó. Cún ơi. Đã, muốn nhiều rồi nha thứ tầm. Bê bó chị ạ. Bao nhiêu nghìn? Em ra không bó. Ủa không chịu bỏ hết. Cái này cân bao nhiêu? Còn chưa biết giá. Ngồi thời gian trống. Nóng quá nhỉ.